Bắt đầu từ ngày 14 tháng 5, hàng loạt các di tích trên địa bàn Hà Nội như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Đền Ngọc Sơn, di tích nhà tù Hỏa Lò đã đồng loạt mở cửa đón khách sau thời gian tạm đóng để phòng chống dịch COVID-19. Trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám đã đón gần 200 lượt người. Hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch như sát trùng tay, đeo khẩu trang trước khi vào tham quan. Khi vào đây thì em thấy các nhân viên nhắc nhở khách khứa là được khử trùng tay và đeo khẩu trang. Và em thấy công tác phòng dịch này là rất cần thiết và rất chặt chẽ đối với các địa điểm du lịch cộng đồng này. Sau một khoảng thời gian rất là dài nghỉ dịch thì đây cũng là lần đầu tiên để tôi có thể được đến tham quan địa điểm du lịch của Hà Nội. Tại di tích nhà tù Hỏa Lò, để thu hút khách hơn, ngay khi mở cửa trở lại đã tổ chức hoạt động trưng bày chuyên đề Khát vọng tự do, là những câu chuyện kể về những chiến sĩ kiên trung, không chịu chết mòn nơi ngục tù thực dân, đế quốc, quyết tâm vượt ngục để trở về với cách mạng, với nhân dân. Rất đông du khách đã đến tham quan triển lãm, giao lưu nhân chứng lịch sử dựa trên 3 nội dung gồm xiềng xích, tung cánh giữa màn đêm và khúc ca hòa bình. Hôm nay là một cái ngày gọi là ngày khát vọng tự do, tức là ngày mà một cái ca ngợi lên của những con người mà cộng sản đã từng bị giam ở nhà tù Hỏa Lò này với khát vọng tự do. Họ đã vượt ngục, họ đã hoạt động cách mạng, họ đã giành lại đất nước để có ngày hôm nay. Từ ngày 14 tháng 5, tất cả các di tích trên địa bàn Hà Nội đều đã mở cửa đón khách trở lại sau thời gian đóng cửa do dịch COVID-19. Ưu tiên hàng đầu trong việc mở cửa trở lại của tất cả các điểm tham quan là đảm bảo vấn đề phòng chống dịch và chú trọng chất lượng phục vụ để thu hút khách du lịch nội địa. Công tác để đảm bảo vệ sinh môi trường thì chúng tôi đã cho tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ di tích, rồi chuẩn bị đầy đủ từ nước rửa tay, rồi đảm bảo cái việc mà đo thân nhiệt cho du khách cũng như là hướng dẫn anh em để hướng dẫn bà con xếp hàng cách ly 1 mét để đảm bảo phòng dịch. Chúng tôi lắp đặt thêm hệ thống bồn rửa tay vệ sinh để cho khách tham quan thường xuyên, có thể là 10-15 phút có thể là vệ sinh một lần. Thế hơn nữa thì chúng tôi cũng hướng dẫn và chỉ đạo cán bộ rà soát thường xuyên camera để hướng dẫn khách tham quan giữ cái khoảng cách an toàn. Cùng với sự chuẩn bị sẵn sàng đón khách và đảm bảo các điều kiện an toàn phòng dịch tại các điểm di tích, hiện nay các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Hà Nội đã xây dựng dòng tour Hà Nội Cộng, kết nối các điểm di tích lịch sử trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận để kích cầu du lịch nội địa.